Kênh Duyên Nấu Ăn xin mến chào cả nhà. Món chay kỳ này, Duyên Nguyễn mời cả nhà dĩa mì căn độn để ăn cơm nha. Dùng 15g gà lát chay, em cho nước vào ngâm 30 phút. Sau khi ngâm, lát chay đã nở mềm. Mình vắt ráo nước đi. Rồi em băm nhỏ phần lát chay này. Tiếp đến, em đem lát chay băm nhỏ trộn với 15g nấm mèo khô ngâm nở mềm băm nhuyễn, 30g sả bằm, 20g gốc boro băm nhỏ, nhưng mình chỉ dùng một nửa lượng boro này thôi, nửa còn lại chút xíu mình dùng sau. Em nêm nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm chay, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê nước tương, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng ăn canh bột bắp để tạo độ kết dính cho phần nhân này. Mình trộn đều tô nhân lên cho gia vị tan. Dùng 8 cây mì căng có trọng lượng khoảng nửa ký. Cả nhà dùng dao xẻ ở dọc thân cây mì căng như thế này. Đây là loại mì căng mà em mua sẵn, nhưng nếu nơi cả nhà sinh sống không có bán mì căng thì mình có thể tham khảo cách làm mì căng trên kênh Ghiền Nấu Ăn cũng rất đơn giản ạ. Bây giờ em sẽ độn phần nhân mà mình đã chuẩn bị vào mì căng. Mì căng là nguyên liệu dạng bột và đặc ruột nên cả nhà sẽ ép nhân vào từ từ và nén chặt. Đó là lý do em gọi tên món này là mì căng độn đó cả nhà. Làm nóng chảo với một muỗng ăn canh dầu ăn. Em cho mì căng vào chiên áp chảo. Mình sẽ chiên áp chảo cho cây mì căng vàng giòn hai mặt. Kế đến em dùng phần baro băm nhỏ mình chừa lại lúc ban đầu rắc đều xung quanh mì căng cho baro dậy mùi thơm. Gia vị nêm nếm, em dùng 2 muỗng ăn canh nước tương. Một muỗng ăn canh dầu hào chay. Nửa muỗng ăn canh đường. Và 50ml nước. Mình để lửa thấp liu riu cho gia vị tan và thấm vào những cây mì căng. Khi thấy nước gia vị kho đã rút cạn hết thì cả nhà rắc vào chút tiêu cho thơm rồi tắt bếp. Thành phẩm, mình sẽ có những cây mì căng thấm gia vị thơm phức từ trong ra ngoài, nhân nấm mèo giòn thơm hương sả và béo ngon từ lát chay. Còn về màu sắc thì quá đổi bắt mắt luôn rồi ạ. Một chút biến tấu nho nhỏ để giúp món mì căng không gây ngán bột, mà ngược lại còn rất vừa ăn và hao cơm nữa. Kênh Ghiền Nấu Ăn mến chúc cả nhà làm mì căng độn thành công nhé!